em, tôi đang có mặt tại xã Hồng Vinh. Dàn bún chảo cho máy Kombuta 2202. Bác chủ yêu cầu cài sâu. Đây, máy hơi yếu, hơi kém. Vâng, thế phải về đâu? Nãy vẻ hơi cũng hơi lệch lệch, chỉnh lại khoảng tí và sâu. Từ bác ơi, để chỉnh lại cho bác cái